Xin chào các bạn, lại là tớ Vinh đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tớ. Làm thế nào để Việt Nam thu hút được nhiều vốn FDI hơn Indonesia và Philippines, khi cả ba nước này đều là những nền kinh tế đang phát triển với GDP lớn? Đây là câu hỏi có trên trang Quora nói về thị trường hấp dẫn thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam ta đã xuất sắc vượt qua hai nước láng giềng khá là mạnh khác trong vùng Đông Nam Á, đó là Indonesia và Philippines. Vậy đâu là nguyên nhân để nước ta hấp dẫn hơn so với hai nước trên? Hãy cùng tớ tìm hiểu lý do thông qua các bình luận của bạn bè quốc tế nhé. Ok, let's go nào! Một từ thôi, đó là xuất khẩu. Từ năm 1986, Việt Nam với chính sách đổi mới đã kiên định mở cửa với thế giới để trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng hóa chính của châu Á. Chi phí lao động ngày càng tăng và chiến tranh thương mại gây ảnh hưởng đến Trung Quốc đang tiếp tục mang lại lợi ích cho Việt Nam như một điểm đến đầu tư sản xuất rẻ hơn. Năm 1986 đánh dấu rằng Việt Nam đã có bước khởi đầu trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào đất nước của mình và đã xây dựng được hơn 30 năm cơ sở hạ tầng chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng và hậu cần sẵn sàng cho đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Về phía Indonesia chỉ bắt đầu mở cửa thị trường vào đầu những năm 90 trước khi bị gián đoạn bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Sau đó và cho đến ngày nay, thay vì ổn định tái xây dựng khu vực sản xuất, Indonesia cùng với Philippines đang bị mắc kẹt trong một quá trình phi công nghiệp hóa quá sớm, vốn cho thấy nền công nghiệp sản xuất của họ không mạnh bằng Việt Nam hoặc các đối tác châu Á phát triển hơn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Indonesia hiện đang cố gắng thâm nhập vào nền kinh tế dựa trên dịch vụ nhiều hơn mà không cần phải có nền tảng công nghiệp vững chắc đó, và không có cơ sở sản xuất mạnh để bắt đầu, đã là một bất lợi khi cố gắng trở thành một nền kinh tế dựa trên dịch vụ ít nhất là về mặt lý thuyết. Trong khi cơ sở hạ tầng là một khía cạnh để thu hút FDI, thì hệ thống quản lý luật pháp thậm chí còn quan trọng hơn để đảm bảo cho các nhà đầu tư về sự an toàn của các khoản đầu tư của họ. Và tại đây, chính phủ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực cải thiện quan hệ nhà đầu tư trực tiếp. Điều này có thể thấy được khi so sánh ba quốc gia về mức độ dễ kinh doanh. Trong đó Việt Nam liên tục xếp trên Indonesia và Philippines, như đã chỉ ra trong một câu trả lời khác. Việc cải tiến liên tục hệ thống hành chính dễ dàng hơn ở Việt Nam do hệ thống một đảng trực thuộc Đảng Cộng sản. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến định hướng xuất khẩu và hiểu rằng thu hút FDI là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, tốt hơn hết là sẵn sàng cải thiện vị thế nhà đầu tư nước ngoài của mình. So với Indonesia và Philippines, nơi chủ nghĩa dân tộc, kinh tế và vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài có thể được sử dụng trong mọi cuộc bầu cử khác để làm lung lay quần chúng. Do đó, việc cải tiến các ngành dựa vào xuất khẩu, dựa vào dòng vốn nước ngoài rất dễ bị tổn hại và không ổn định. Một điểm nổi bật khác của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự đồng bộ nhất quán khi so với sự không nhất quán của chính phủ Indonesia và Philippines là xoay chuyển linh hoạt. Vậy khả năng xoay chuyển linh hoạt ở đây là gì? Đây không phải là vấn đề khởi động mà là vấn đề của chính phủ. Chà, đoạn giải thích trên có thể giống như một phần giới thiệu tóm tắt điển hình khác của một tài liệu kinh tế thương mại quốc tế về Việt Nam, và tất cả đều dựa trên dữ liệu lịch sử có từ năm 1986. Tuy nhiên, những phát triển gần đây kể từ những năm 2010 đã cho thấy Việt Nam có thể thay đổi cơ sở xuất khẩu của mình như thế nào khi nền kinh tế thế giới tiếp tục thay đổi. Sau khi khẳng định mình trong lĩnh vực xuất khẩu sản xuất công nghệ thấp, ví dụ như dệt may, giày thể thao, chính phủ Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa cơ sở đầu tư nước ngoài của mình. Hiện Việt Nam bắt đầu thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, ví dụ như đồ dùng điện thoại. Và đáng kinh ngạc hơn nữa là cách mà Việt Nam đã mở rộng vòng tay của mình để đón chào các nhà đầu tư đa dạng hóa vào phát triển bất động sản và du lịch. Ngược lại với Indonesia, nơi luật sở hữu đất đai của nước này vẫn rất hạn chế đối với công dân Indonesia. Bạn có thể thấy tác động của điều này trong hình bên dưới. Mặc dù Indonesia vẫn dẫn đầu, nhưng Việt Nam đang tiến gần hơn mỗi năm để bắt kịp số lượng khách du lịch nước ngoài đến Indonesia. Tóm cái váy lại, sau đây là những lý do khiến Việt Nam thu hút vốn được vốn đầu tư nước ngoài tốt hơn hai nước trên là: thứ nhất, Việt Nam đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất dựa vào xuất khẩu, bao gồm cả việc chính phủ xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Thứ hai, hệ thống một đảng của Việt Nam sẽ luôn cải tiến liên tục trong quản lý mà không gặp phải trở ngại gì, thay vì coi đầu tư nước ngoài trở thành vấn đề để đem ra tranh giành bầu cử đánh động cử tri như ở các nền dân chủ Indonesia hay Philippines. Thứ ba, Indonesia và Philippines đã trải qua quá trình phi công nghiệp hóa quá sớm, cố gắng vùng vẫy để nhảy vào nền kinh tế dựa trên dịch vụ, trái ngược với chuyên môn hóa của Việt Nam là tập trung vào sản xuất hàng xuất khẩu. Và cuối cùng, Việt Nam có thể chuyển trọng tâm thu hút FDI của mình từ sản xuất công nghệ thấp như dệt may sang sản xuất công nghệ cao như các thiết bị tiện ích vào các lĩnh vực khác như bất động sản cũng như du lịch, với sự cho phép của chính phủ. Trong khi đó, chiến lược thu hút FDI của Indonesia và Philippines hầu hết vẫn chưa được phối hợp chặt chẽ. Đảng cầm quyền ở Việt Nam không thay đổi, luôn là Đảng Cộng sản. Ngay cả khi các nhà lãnh đạo của đảng có thể thay đổi, đảng vẫn vậy. Điều này cho Việt Nam giống như là một bức tranh về sự ổn định. Trong trường hợp của Philippines và Indonesia thì các nhà lãnh đạo thường là các đảng phái chính trị thay đổi trong một số năm nhất định. Điều này có nghĩa là một loạt các bộ máy chính sách mới và đôi khi là cả một nền văn hóa chính trị hoàn toàn mới. Kể cả về các quan điểm kinh doanh, điều đó có nghĩa là một nhóm người mới sẽ tham gia hối lộ cùng các hướng dẫn mới, quy định mới hoặc một cách thức kinh doanh hoàn toàn mới nào đó. Điều này gây xáo trộn theo rất nhiều cách.
Đó là lý do vì sao Việt Nam sẽ luôn hấp dẫn hơn so với nền dân chủ truyền thống như ở Philippines và Indonesia. Đây là các bình luận phân tích khá hay về các lợi thế của Việt Nam chúng ta trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài so với hai nước láng giềng khá mạnh ở trong cùng khu vực Đông Nam Á với chúng ta, đó là Indonesia và Philippines. Các bạn thấy sao về những bình luận trên? Ngoài ra các bạn còn ý kiến nào khác nào nữa không? Hãy để lại comment ở dưới phần bình luận để chúng tớ biết thêm được ý kiến từ các bạn nữa nhé. Ok, video hôm nay đến đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho chúng tớ một like share, một theo dõi để chúng tớ có thật nhiều động lực làm nhiều video hơn hay hơn nữa phục vụ các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.